Alo, một hai Thầy chào Thảo Nguyễn Duy đang Ôn Thi, Nguyễn Tài Rồi, xin chào mấy đứa Thầy chào Đỗ Tiêu Nguyệt, Viễn, Nguyễn Văn Tránh, Lâm Lâm Mai Tài Nguyễn Khôi Đỗ Tuấn Đức Rồi, xin chào tất cả các em và chào mừng các em đến với buổi livestream đầu tiên Dành cho các em 2K4 Ôn Thi Giữa Kỳ 1 Thầy để cái tên là Ôn Thi Giữa Kỳ 1 chúng tủ cho, cho nó gọi là À, cho nó bắt mắt thôi chứ thực ra các em cứ chăm chỉ thì kiểu gì nó cũng trúng thủ thôi nhá thầy chào nguyễn nhật nam minh ngọc phương nhi nguyễn việt hoàng kiều phương anh thầy chào em chào thầy yêu dấu của em <laughs> ok chào phương anh nhá lê nguyễn nhật minh bùi thị thúy đỗ tiêu nguyệt rồi các bạn vào đi mỗi bạn có thể giúp thầy chia sẻ livestream này được không ạ và ngày hôm nay thầy trò chúng ta sẽ chiến uh, cái livestream số 1 nhá các bạn đã sẵn sàng chưa ở nhật khang được xem live của thầy là niềm hạnh phúc của em rồi thầy chào em trần thị xuân mạnh công à đức toàn nguyễn văn chánh lâm lâm ờ rồi ok nguyễn viết lắm nguyễn uh, nhật minh vào đi đỗ tuấn đức vào đi mấy đứa ơi ngày hôm nay hà nội uh, tương đối là lạnh không biết uh, ở tỉnh của các em thì uh, thời tiết như thế nào đúng không ở khu vực miền trung thì với thời tiết lạnh như này mà còn đang gặp mưa bão nữa mấy đứa cố gắng giữ gìn sức khỏe các em nhé thầy chào lương hữu quân nguyễn thư nguyễn tài đô tấn đức à, hiện tại bây giờ thầy đang là, đang livestream trên page tôi hiếu học thì những bạn nào đang xem ở trên page hóa học Thầy Phạm thắng thì em có thể là à, xem tại đó à, hoặc là em sang page tôi hiếu học comment nhé à, có thể là thầy sẽ không đọc đối comment à, em ở bên page tôi, hóa học Thầy phẩm thắng rồi vừa tắm xong luôn ạ chúc anh nguyễn tài phạm ngọc lê thị kim lan anh thời quyên trọng nghĩa cho thầy hỏi xem là các em đang xem livestream này thì các bạn đã thi giữa kỳ chưa? Bao giờ các bạn thi? Thầy thấy có vẻ như là có những bạn thi rồi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thầy sẽ cố gắng tổ chức cho các em nhé. Thầy trò chúng ta sẽ ôn, có thể ngày hôm nay ôn cả lý thuyết bài tập cũng được. Kiều Phương Anh cho em lạnh nhưng mà mặc đồ đá banh ạ, <laughs> lâm lâm nóng rực ạ. À. Ngọc Huyền, Ơ ừ, thầy chào Ngọc Huyền. Phạm Duy, cảm ơn Nguyễn Khôi đã tăng các bạn vào giúp thầy nhé. Huyền Trân. Nguyễn Hữu Nhuận, uh, Giang Hà. Cảm ơn các em đã thả tim cho cái livestream này của thầy. Cảm ơn mấy đứa. Các em có thể là giúp thầy chia sẻ livestream này cho nhiều nhiều bạn vào xem một tí cho chúng ta có động lực không ạ? Uh, thầy cũng có động lực livestream mà các bạn cũng có động lực học đúng không ạ? Rồi ok. Và nhớ là uh, các bạn muốn đăng ký khóa học của thầy thì uh, các em uh, nhớ điền vào cái form uh, ở trên page trợ tôi học nhá để thầy cho chúng ta cùng chiến với nhau. Được chưa nào? À, hãy tham gia càng sớm càng tốt để vào uh, với gia đình tôi học càng sớm càng tốt sau này chúng ta sẽ không uh, phải hối hận đâu các em yên tâm như thế nhá thầy chào trần nhật minh uh, nguyễn phạm bảo ngọc đỗ tuấn đức hồ thị huệ một tuần nữa thi rồi vậy là quá là hợp lý đúng không ạ ừ rồi ngày hôm nay ấy thì thầy sẽ uh, livestream cho các em uh, với các bạn lớp vip thì cái file này thầy đã đăng cho các em rồi không biết là các bạn đã in chưa nhỉ? Uh, nội dung của cái uh, tài liệu mà thầy cung cấp cho các em sẽ bao gồm là chương 1, chương 2 và chương 3. Uh, trong đó thì phần peptide thì chương 3 chúng ta thầy sẽ không giới thiệu vào trong này bởi vì nó nhiều quá rồi, 300 câu thì nó quá nhiều, thầy nghĩ là như 300 câu là đủ rồi. nhá. Yeah. Phần vận dụng cao ấy thì uh, uh, các bạn lớp vip sẽ học uh, ở uh, trong lớp vip vào giai đoạn cuối uh, tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Còn uh, trong cái file này thì thầy sẽ không cung cấp cho các em các cái câu vận dụng cao, được chưa nào? Vận dụng cao thì uh, các em có thể tự học nhá còn lớp vip thì thầy trò chúng ta sẽ học vận dụng cao sau à, mỗi đứa có thể chia sẻ livestream giúp thầy được không các em à thầy nhận được một số cái inbox của các em học sinh lớp vip của chúng ta đó là thi uh, kiểm tra ở trên lớp là được rất nhiều điểm 10 thầy rất là mừng vì điều đó các bạn mà đã xác định là chúng ta lấy sau này chúng ta có thể là xét cái điểm học bạ của mình ấy thì hãy cố gắng học coi như là ngày mai là ngày thi ấy. các em nhớ nhá rồi nguyễn thanh tấn vinh À, thế à rồi tinh thi à, kiều phương anh à, lương hữu quân ừ, rồi hay nhất 47 bảy ảnh từ đỉnh trần thị vân anh à, lã thanh tùng tăng tuấn kha virus nguyễn huy trung lê hướng dương rồi ok thầy cho chúng ta chiến thôi nhở nhá bắt đầu chiến thôi chiến thôi chiến thôi tiết kiệm thời gian đúng không ạ thầy vừa đấy à, thầy về mệt quá thầy chầm mắt tí tí nữa thì quên không dạy livestream cho các bạn rồi ở đây những bạn nào mà muốn tham gia khoa học của thầy thì các em uh, sớm đăng ký khoa học này, bởi vì có thể thang sang tháng sau là thầy sẽ tiếp tục tăng giá khóa học để trở về cái giá gốc ban đầu. Nhớ các em nhé, các em có thể điền vào cái link đăng ký này. Uh, tùy các em thôi, các em hãy cân nhắc thật kỹ trước khi chúng ta đăng ký khoa học Hay, Hãy tham khảo bạn bè của mình cũng như các anh chị khóa trước. thế nào? Ở đây cái file ấy, thì uh, đối với lớp vip thì có hai ảnh bìa đúng không? Để cho các em tùy chọn. Đúng không ạ? Ở đây là cái ảnh bìa này thấy khá là ưng thầy Thành đã thiết kế ngày xưa là lúc cái ảnh này mà nếu mà từ cái lúc mà thầy chụp thì có khi lúc đấy là 2k4 còn chưa sinh ra cơ. Thầy nghĩ là thế. Hoặc là nhiều tuổi hơn 2k4. Thì ở đây ấy có cái ảnh mà từ số 1 đến số 47 này là ảnh của một cái chị thầy nhớ nhầm là một chị quê ở Hải Dương hay ở đâu đó sinh năm 2k3 đấy. Và đã tổng hợp lại tất cả các cái file các cái buổi livestream của thầy đó thì gửi cho thầy, thầy ấn tượng sâu sắc luôn thực sự luôn có tuyệt vời luôn đấy nhá thì ở đây các cái file này là thầy đã tổng hợp cho các em với các bạn lớp vip nhớ cho thầy một câu là em không cần phải làm trước đâu em lên lên livestream với thầy và em học livestream với thầy và em comment cho thầy bởi vì tất cả những cái câu này ấy là thầy đều lấy từ gì ạ các cái bài tập tự luyện mà thầy đã đưa cho các em và như đã hứa thì thầy sẽ chữa bài tập tự luyện cho mấy đứa sau đó và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chiến với thầy cả lý thuyết và bài tập mấy đứa nhớ chưa rồi thầy chào nguyễn thư khánh ninh lương hữu quân Phan Quỳnh, Thế Anh, Đào Đức Hùng, Nguyễn Văn Tránh. Rồi, ok nhá thì các bạn xem nhá, file này chúng ta có này thì mỗi ngày thầy sẽ cố gắng đặt mục tiêu là tuần này thầy sẽ livestream đều cho các em, những bạn nào không xem được em có thể chia sẻ livestream về. Dù mệt đến mấy thì thầy sẽ cố gắng làm sao mà chiến hết mình với mấy đứa. ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng làm 50 câu lý thuyết. Sau đó là ngày hôm sau chúng ta là 40 câu lý thuyết cộng 10 câu bài tập. Ngày hôm sau nữa thì chúng ta có thể là 40 câu lý thuyết, 10 câu bài tập nữa, ví dụ thế. Thì mà thầy nghĩ là một tuần mà các em mà, cứ quẹt qua như thế thì chắc chắn là ra Tết các em sẽ chắc cho thầy ba chương này. Tất cả những câu hỏi này thầy lấy cho các em mà đều có trong cái đề thi của các sở tỉnh trước đây rồi và thầy có thể biến tướng đi một chút nhá. Thầy nghĩ là với lớp VIP và các bạn nhìn vào cái là các bạn ra đã đáp án ngay thôi, không có vấn đề gì đâu. Ok chưa? Chiến thôi, chiến thôi nhá. Thì uh, các bạn đã sẵn sàng chưa nhở Nếu các em đã sẵn sàng rồi thầy cho chúng ta sẽ chiến bây giờ thôi. Ok. Are you ready? Bắt đầu nhá rồi thầy thấy có vẻ là ít uh, hôm nay có vẻ ít bạn xem sao thấy comment không nhảy mấy nhở rồi ok kệ nhá thầy không quan tâm lắm việc đó chúng ta cố gắng làm sao có bạn nào mà xem được uh, cái livestream này đó là cái điều mà hạnh phúc nhất rồi nhá yeah, ok chưa chúng ta hãy cố gắng chiến đấu nhé như thầy uh, đến tuổi này rồi mà vẫn cố gắng gồng lên để chiến với các bạn thì các bạn hãy cố gắng hết mình để thực hiện cái mục tiêu cái ước mơ trong tương lai của các em nhá sau này chúng ta không phải hối hận một cái điều gì hết rồi câu số 1 comment cho thầy tất cả những cái câu này thầy đã chữa cho các bạn rồi đấy các bạn lớp vip nhớ nhá do đó những câu này em mà làm sai câu nào thì em cảm thấy hối hận cảm thấy không được nhá sai câu nào là cảm thấy không được do đó em comment đấy cho thầy đi bắt đầu ánh như một c đỗ tư nguyệt một a lại có ông một c một ông một a rồi phạm tuấn học đỗ một a lâm lâm một a mở màn câu một a mai tài kiều phương anh chốt luôn nhá Chất X có công thức cấu tạo là gì ở Đây, HCO c 2 5 Rất nhiều ông là sẽ chọn C là vứt đi bởi vì đây là C2H3 mà. Thầy vừa đọc C2H5 đúng không? Đấy nhá, đây là gốc vinin cơ mà. Đấy vào. Nhá, nhìn đơn giản đấy thôi nhưng mà đi thi ấy, cứ trực nhanh nhanh làm nhanh nhanh để làm câu vận dụng cao là vứt đi đấy nhá. Rồi, đây là gì ạ? Thằng này là vinin. Nhìn vào đây chỉ có A thôi, còn gốc với format rồi. Nhưng mà thằng này thì acetat acetat gạch. Câu số 2. Nào, ông nào chọn một C đây ông Việt Cương. Ông Việt Cương ơi. Ông chọn 1C để ông làm là coi như là vứt rồi đấy Nhá yeah. Vũ Hoàng Lan Anh Huỳnh bảo 1A rồi Trà mi 2D Thầy check theo trà mi luôn Chất nào sau đây được gọi là đường mật ong Thì đường mật ong Đường mật đó là đường là chính là fructose thôi Anh này đường mía này Anh này đường nho này Còn anh này trong tinh bột Ok câu số 2 chắc chắn là D Không thể sai được đúng không để Lồng ghép vào Thầy thiết kế là và thầy trộn giữa là phần ester Phần chất béo Phần carbohydrate Phần amin Phần acid còn peptide thì không trộn nha, nhiều quá không trộn phần peptide nữa. Chúng ta sẽ trộn nó vào cái phần thi học kỳ 1 sau. Ok, câu số 3 nào comment cho thầy đi. Rồi, câu số 3 nhanh cẩn trương nha, ông nào mà comment sai là thầy đọc tên đấy nhá. Hải Châu tuyệt vời. Trong một ong chứa 40% là fructose và đừng quên một carbohydrate khác đó là glucose chiếm 30% đúng không ạ? Câu số 3 nào. Những câu này có trong đề thi hết đấy, đừng có mà coi thường đó. Câu số 3 comment cho thầy khẩn trương. Ba Nguyễn Tài, 3B, Đỗ Tiêu Nguyệt 3B ngày hôm nay phấn đấu 5k comment cho thầy nhá. <laughs> Trong các cái tên gọi dưới đây tên nào phù hợp với anh này? Nhanh khẩn trương, nhìn vào đây cho thầy, thằng này Amin bậc 1, nhớ chưa? Tên gọi của nó như nào đây? Nhìn vào đây, Phenin Amin hay là Benzin Amin, thằng này thì chắc chắn không phải Anilin rồi. Phenin Metin Amin gạch nhá. Yeah. Anh này là gì đây? 3B, đúng rồi, Benzin. Đây, Benzin gốc chức đúng không? Tên gọi theo gốc chức Benzin Amin chứ không phải Phenin Amin đâu nhá, câu số 4. Số nguyên tử oxy trong chất béo là bao nhiêu? Câu số 4 nào. 10k luôn thấy yêu Kiều Phương Anh. Đùa chứ ở trong lớp VIP có một cái team mà nó chăm học dã man, thấy nó học xong nó cứ quay cái điện thoại ấy, quay cái, cái quá trình thầy livestream hoặc là quay cái quá trình mà chúng nó tự học với nhau ấy cảm giác thích nhỉ. Đấy là cái điểm khác biệt của các em so với các anh chị 2k4, à 2k3 đấy. Câu 4, thầy theo Kiều Phương Anh nhá, số nguyên tử oxy trong chất béo là C đúng không? 6. LR trung bình CO 3 lần C35 thằng này là chia mà do đó mà luôn có 6 nguyên tử oxy nhá. Câu số 5. Rồi, Hoàng Huynh rất tốt. Ông nào mà cái đề này của thầy mà em còn làm sai là không thể chấp nhận được. Đấy. Nhớ nhá. Hợp chất nào sau đây thuộc loại amino Đấy câu này mà còn sai nữa thì là vứt đi luôn đấy. nhá. Nhìn với cho thầy thằng nào là amino acid đây, nhanh khẩn trương. Comment cho thầy xem nào. Rồi, ông tù, tù chọn 4C đúng rồi. Có vẻ comment nhá nhảy ít nhờ Mấy đứa hãy coi như đây là cái đề thi của các bạn đi Sắp tới các bạn gặp những cái câu này đi rồi Các bạn comment cho thầy xem là Coi như là thầy học trực tiếp với các em đấy nhá Nào nhìn đây Amino acid chúng ta nhìn chắc chắn đó là thằng D rồi Gly chúng ta đúng không Các bạn đã học đến amino acid chưa nhá, Anh này là amin này Anh này là muối amoni này Còn anh này thì nó là cái khỉ gió gì ấy Nó không phải am amino acid nhớ chưa Rồi câu 6 Câu 6 trong tinh bột chứa khoảng gì à? 20% cái phần mà có khả năng tan ở trong nước Nào đó là anh nào đây nhanh câu sáu nào trần phước hiền chuẩn luôn lương hữu quân vũ hoàng lan anh kiều phương anh uh, minh ngọc ở đây có bạn nào là không phải trong khóa vip của thầy mà đang comment comment cho thầy xem nào thầy sẽ đọc tên cái nào kiều phương anh lâm lâm quá quen thuộc với những đồng chí uh, pro vip của thầy rồi đỗ tuấn đức minh ngọc 6 b học đỗ 6 b rồi thằng nào đây trong tinh bột chứa khoảng 20% anh nào là có khả năng tan trong nước ạ à? đó là Amylose nhớ chưa Nhớ nhá mấy đứa nhớ nhá câu số 7 nào amin nào sau đây là chất khí để ý cho thầy là khi mà học đến phần amin thì chúng ta nhớ cho thầy có bốn amin là chất khí để sau này chúng ta học những phần biện luận công thức cấu tạo muối amoni uh, vật dụng cao ấy chúng ta còn biết đúng không ạ thì đó chính là anh nào đây anh nào ạ à? thầy nhớ tên em chưa thầy ơi duy đang ôn thi chắc chắn rồi nhá, câu số 7 đáp án chúng ta phải là đáp án a à, metinamin nhá uh, metinamin này uh, dimetinamin này tri uh, metinamin, này. Uh, metinamin, này. Uh, metinamin này. và etinamin là những uh, I Amin mean, uh, chất là dạng khí ở điều kiện thường. Nhớ chưa nào? Để ý chỗ này nhá. Rồi câu số 8. Câu số 8 comment cho thầy khẩn trương lên. Câu số 8 nào? Mai Tài, 7A, Ngọc Huyền 7A, rồi Vũ Hoàng Lan Anh, Nguyễn Khôi, Lương Hữu Quân. Tuyệt vời, Lâm Lâm. Rồi Dương Dương, 7A. Ấy, những bạn nào mà được thầy đọc tên uh, trong quá trình mà học như này là chắc chắn các em sẽ gặp uh, gọi là may mắn trong thời gian tới. Vì sao? Bởi vì học nhiều mà Học nhiều thì là may mắn là do mình tạo ra thôi Nhá yeah. Rồi Minh Ngọc à, Có bạn Minh Ngọc lấy giờ chăm ghê nhỉ à, Minh Ngọc 8D Lương Hữu Quân chuẩn rồi Nào ST này có tên là gì Câu này thì nó quá dễ rồi Nhưng để ý cho thầy cái Nào comment cho thầy đi Nhanh Ô, Ông nào cũng chọn 8D nhở Có vẻ như là không lừa được các em nữa rồi đúng không anh này em nhìn nhá, đây là OCO vậy là cái gốc gì ạ? À, cái anh này phải viết ngược lại thành là gì à C2 C2H3 này chứ là C2H5 đấy viết ngược lại nhá COO CH3 do đó, đó mà nó sẽ tạo ra ancol là metin là ancol metallic vậy là cái gốc axit đó là propy uh, propinat. vậy đúng không đây này metin propionat nhớ nhá để ý vào nhá không phải là là, là thành gì nhỉ thành là gì etin astat đấy nhá lại chọn b đấy câu số 9 nào rồi chọn luôn Vậy là phần Ester có vẻ như là xịn sò rồi đấy đúng không? Câu 9 comment thế này thế nào? Ăn lừa nhiều rồi phải tỉnh thầy. Được, xin. Alalin có công thức cấu tạo là gì? Nào, Ala chúng ta công thức đầu Ala thực ra nhìn qua là biết thôi thằng này là an thằng này là anilin nhá. Nhớ nhá. Được chưa? Thằng này là gly đi. anh này thì là anh này là một uh, amino acid nhưng mà chỗ này nó ở vị trí carbon số 3. Đây, đây là vị trí beta nhá. Còn anh này đó chính là gì? Ala à chúng ta đây để ý vào cho thầy nhá. Một trong những alpha amino acid tự nhiên. Câu số 10 nào. Rồi, rất tốt. Ô, ông nào chọn 9A đây? Ông học đỗ ơi. À, ông học đỗ nhá. Ông để ý cho tôi cái nhá. À, nhớ nhá, hình như ông học đỗ này lớp VIP của thầy sao ấy. Nào lại chọn A mất rồi. Để ý vào. Đây là A gì ạ? Lanin cơ mà. Kéo xuống đi nó bị che thầy ơi. Đấy, cha gì nữa Rồi câu số 10 nào Đây kéo như này nhá được chưa Câu số 10 Khẩn trương dễ quá nhở HT Kim thầy chào em rồi Để phân biệt tinh bột này Và cellulose hai thằng này cùng công thức là C6H10O5 Tất cả N lần nhưng không phải là đồng phân của nhau Muốn phân biệt anh này ta dùng gì ạ Dung dịch gì ạ Iốt nhá iốt thì làm gì ạ đổi màu hồ tinh bột của chúng ta đúng không nó là một cái À, tính chất à một cái gọi là hiện tượng vật lý rồi nhớ nhá phân biệt cho thầy nhá cái này là được kinh điển rồi câu số một số liên kết pi trong phân tử chất béo no bằng bao nhiêu tổng số liên kết pi trong phân tử chất béo no nhầm nhầm cái là ra câu này hỏi quá nhiều rồi câu số 11 nào nhanh ra cái gì xanh tím rồi câu số 11 nguyễn văn tránh chọn b rồi chắc chắn là không sai được đúng không nào Tổng số liên kết pi trong phân tử chất béo no thì nó không có liên kết pi gì C đối đôi C đâu Chỉ có gì ạ? 3 liên kết pi ở trước ester thôi Đáp án chúng ta đó là B chắc chắn luôn Nhưng mà đọc kỹ vào nha Câu số 12 Comment cho thầy câu số 12 nào nhanh cần trương ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng làm 50 câu lý thuyết Còn hôm sau thì thầy sẽ lồng ghép bài tập vào cho các bạn Từ câu số 241 là sẽ là bài tập nhá Nhưng mà toàn bài tập là ở mức thông hiểu và một tí Hình như không có vận dụng sao Thế nhá Rất đơn giản thôi Câu số 12 cho biết chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Câu này mà không làm được nữa đập đầu vào tường luôn. Đó là gì ạ? Glucose. Ngoài ra còn có thằng fructose nữa. Còn anh này đi saccharide này, anh này với anh này là polysaccharide đúng không? Câu số 13. Rồi xin xò quá những câu này dễ quá rồi. 13 nào. Comment tích cực lên cho thầy nhá. Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc 2? Nào comment cho thầy, amin bậc 2 đâu? Nhanh khẩn trương. Đọc ra cái nó không cho em cái cấu tạo của amin nhưng mà em đọc cái em phải biết amin nào amin bậc hai ạ? Nhìn vào cho thầy cái tiền tố Phenylamin thằng này amin bậc 1 gạch Metinamin bậc 1 Chi metinamin này chi này Thằng này bậc 3 này gạch Còn đây là dimethylamin thì nó sẽ bậc 2 đúng không CH3 NH CH3 đúng không Amin bậc 2 chúng ta đây Và nhớ cho thầy cái khái niệm bậc amin nhá Ôn lại đi nhớ chưa Câu số 14 nào Thậm chí là cái khái niệm bậc amin ấy là rất nhiều bạn bị nhầm với bậc carbon này, bậc ancol rồi vân vân đấy. Em phải để ý cho thầy thầy cái đấy nhá. Chứ không phải đùa đâu. Người ta có thể đưa nó vào câu hỏi uh, lý thuyết đếm của các bạn đấy. Câu số 14 nào. 20k comment mọi người ơi. <laughs> Rồi cố gắng nhé 2k4. Thầy nhớ là cái live stream của thầy đỉnh nhất với 2k3 là có gần 200, 200k comment. Đấy là lúc mà các anh chị gần thi. Thầy nghĩ là với 2k4 chắc phải lên được gần 200k comment đấy. Bởi vì 2k3 học kinh lắm cái giai đoạn mà ra Tết thì các anh chị hai, cái 3 học khủng khiếp luôn Các em không hình dung như đâu Gần như livestream nào cũng 5-6.000k mắt xem Còn ngày hôm nay không biết được bao nhiêu đúng không ạ Rồi tên gọi của ST này là gì Nào đọc tên cho thầy Ở đây nhìn cái cái nhóm chức chúng ta là COO nhá Thuận rồi bắt đầu đọc này Anh này là gì đây Thực ra câu này là cho điểm rồi Comment cho thầy xem nào 14 OLC OLC hả Rồi gốc này là ISO rồi đúng không Đây thằng này là phân nhánh CH này CH3 đây và CH3 đây là ISO rồi iso gì ạ propin đúng không iso -propine đây iso đây nhưng gốc này gốc acetat chọn c quá gì nữa nhá đừng có chọn format nha rồi câu số 15 những câu này là câu cho điểm chúng ta phải làm chắc chắn từ đầu giờ có bạn nào bạn nào sai chưa từ đầu giờ có bạn nào sai chưa nhỉ Trần Duy 2K chào thầy. Ok thầy chào em. Hoàng Hồng Lâm ngày hôm nay được 3,6K mắt xem. Ô hoành tráng phết nhở. ờ, được đấy. 3,6k mới mà thế thì nghe nay livestream 100 câu nhá. <laughs> Tôi không đủ sức đâu để dành những buổi hôm sau. Công thức nào sau đây là của Celluloser? Comment cho thầy xem nào. Nguyễn Văn Tránh 15A. Vậy là những bạn nào được thầy đọc tên ở đây là những cái bạn ấy là có gì ạ? 3,6k, bạn khác là biết đến mình đấy. Hoành Tráng nhờ. À, Kiều Phương Anh chốt 15A. À, Nguyễn Quế Châu em chưa sai câu nào. <laughs> được. Celluloser ấy thì nó có cùng công thức phân tử à, cái là với cái thằng gì ạ? C6H10 O5 với cái thằng tinh bột chúng ta đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta viết để phô diễn cái nhóm OH nó ra thì nó phải là C6 gì ạ? H7 O2 OH 3 lần, tất cả N lần nhớ nhá. Đấy, cho thầy nhá, những trường hợp còn lại gạch đi. Câu số 16. Công thức phân tử của axit glutamic. Thằng này có một nhóm NH2 đúng không? Một amino acid. chúng ta có điểm đặc biệt đó là hai nhóm carboxin COH. Nào, hai nhóm gì? carbosin thì nhìn vào nó phải là gì ạ? Có bốn nguyên tử oxy rồi đó nhá, 2 nhân 2 là 4 mà gạch thằng này. Được chưa? Gạch thằng này đi. Và anh này thực ra là nhớ luôn đi. Là công thức là gì ạ? Nào, ông nào comment cho thầy cái câu số 16 nhanh khẩn trường. 3k8 rồi ạ. Xịn xò thế. Được đấy, lên 4k đi. Câu số 16 Kiều Phương Anh. Rồi thầy chọn theo Kiều Phương Anh luôn. Đó là C5H9N4 thôi nhá. Chính xác. À, cẩn thận nhá, không phải C5H8O4N là vứt đi này. Nhiều bạn là không nhớ được cái công thức vô tử này đâu. Và các bạn em nhìn nhớ được cái đặc điểm này hoặc là các em viết cái mạch cái công thức uh, cấu tạo dạng thu gọn ra xong rồi em gộp nó vào, rất mất thời gian. Nhớ nhá. Người ta mà đặt một cái câu hỏi như này thôi mà làm vẫn sai xong uh, rồi, đúng không? Ok chưa? Rồi, thằng này là gì đây? C6H14N2O2 uh, anh này là anh nào đây? Lysine đúng không? Nhìn đây, N2O2 là lysine rồi. Anh này là van đúng không? Còn anh này thì không biết. Câu số 17 nào? Ok, hôm nay là 2 ca tư quyết tâm đẩy số mắt xem đúng không? Rồi thôi chứ tập trung vào học nhá, tập trung vào học đi, comment cho thầy Câu số 17 nào Rồi, nhanh khẩn trương, câu số 17, Mai Lan Thanh à, Một trong những ca sĩ của lớp VIP của chúng ta Là 17, em ấy chọn C à, Danh pháp thay thế của anh này như trong sách giáo khoa luôn đúng không? Nào, cắt đây Nào, cho thầy à, Thằng này, Amin bậc 2, do đó là đầu tiên phải N đã đúng không? N đã có mấy metinamin là chúng ta là gạch luôn rồi, nhưng N sau đó thì đến là gì ạ? Nhóm uh, của chúng ta đây nhóm thế là metin, sau đó thì mạch chính chúng ta là metan amin, chọn C luôn. Chuẩn luôn rồi. 17 bảy Ok chưa? Câu số 18. Chất nào sau đây là axit béo? Trời ơi. Dễ dã man luôn. Một câu liên quan đến axit béo. Xịn sò và rất là dễ. Chất nào sau đây axit béo ạ? Nhớ thầy nhá, axit béo khái niệm của nó là gì ạ? Là các cái uh, axit đơn chức đúng không à, có chắn số nguyên tử carbon từ 12C đến 24C gì đấy và không phân nhánh đúng không? thì những cái thằng oxalic này thằng này phạm vào trường hợp hai chức rồi thằng này thì axit formic này quá là khối lượng phân tử nhỏ rồi thằng acid acetic gạch axit palmitic chúng ta đây C15H31 COH thực ra thì cái này nó quá quen thuộc rồi câu số 19 nào comment thầy câu 19 đi Vũ Hoàng Lan Anh Lê Nguyễn Nhật Minh, Dương Dương, Học Đỗ Học Đỗ, câu này chọn rồi Hoàng Huynh Kiều Phương Anh, Nguyễn Thư Câu này mà các ông làm sai nữa thì có nói chuyện gì Ở 19 nào Amino Acid X có phân tử khối 146 Cho điểm, đúng không ạ Dạo này em không thấy Lâm Quang Vinh comment Ờ Công nhận nhở, bạn Lâm Quang Vinh dạo này đi đâu ấy nhỉ Hay là bạn ấy Đang ôn thiêu sinh giỏi nhở Bạn ấy ngày xưa học với thầy từ khóa 2K3 Nhưng mà chắc là bạn ấy học xong chương trình 12 rồi bạn học xong chương trình 12 lâu phết rồi đấy Các bây giờ đang ngồi là tu luyện Nha, 146 đó chính là Lysine thôi Nhớ chưa? Ala 89 này à, Gly 75 này Còn Van là 117 này Ngoài ra Acid Glutamic của chúng ta đúng không? Là bao nhiêu? 147 Ok Câu số 20 Rồi rất tốt 20 nào mấy đứa Comment thấy câu số 20 đi 20 nào Toàn Thái Trần à, Nguyễn Quế Châu 19 hình như là B <laughs> Nguyễn Quế Châu <laughs> Rồi Câu số 20 đi Lâm Lâm đây rồi 20 chọn A Thắm Trương 21 chọn D Úi dồi, nhanh thế 21 đã chọn D rồi cả à, Tuyết Dung C Nguyễn Tài 20A Dương Dương 19B Nguyễn Văn Tránh 20A Ơ ừ, tên mấy ông comment kiểu gì đây Có nhảy tung tóe thế Nào Hợp chất này có tên gọi theo gốc chức là gì đây Gốc này Chức này Nhớ cho thầy nhá Nhanh của trương comment cho thầy đáp án đi Đỗ Tư Nguyệt 20 chốt A Gốc trước thì đây là tin này Thằng này là tin này Thằng này là uh, đâu nhỉ Mê uh, Metin này Và đây là phenin này Vậy gọi theo chữ cái nó phải là E trước e tin trước Sau đó đến thì E và M Xong đến P Vậy là tin này Metin phenin amin à A đúng không Chuẩn chưa Theo gốc trước nhá Thì đọc tên hết gốc ra Nhưng mà theo thứ, thứ tự chữ cái ABCD Đúng không Và cái thằng ở giữa thì chúng ta phải có giống hoặc cho thầy Ok chưa Câu số 21 Chuẩn rồi rồi 21 nào Vừa thầy thấy có bạn nào comment 21 là A hay sao ấy nhỉ 21 và các bạn chọn là A thì thầy, là thầy, thầy ngất luôn đấy nhá Thực sự luôn đấy Đi saccharide thì thằng này monosaccharide Thằng này là polysaccharide Polysaccharide đây rồi nhá Đi đây Câu số 22 hai à, Cho este công thức cấu tạo như thế này Tên gọi của nó đấy, Lại tên gọi este Và những cái kiểu câu hỏi tên gọi này kiểu gì chở Trong đề thi tốt nghiệp của các em Để cho điểm tốt nghiệp đấy nhá yeah, những câu ở mức độ nhận biết thôi nào nhìn vào đây mê tin đã mê tin đâu mê, mê tin hết à còn cái gốc này là gốc gì gốc này là các bạn rất hay nhầm đấy 21 chọn c rồi mê tin à Ô, tôi chết tôi rồi, ông nào chọn C đây Ông nào chọn C nhở Ôi rồi À quên, 21 chọn C thì đúng rồi Nhưng mà 22 hai hai cơ mà Ừ, 21 các ông chọn C là đúng rồi 22 hai hai chọn B, <laughs> rồi 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 Thầy đọc thành là các em chọn là, 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 là C Nha để ý nhá Chọn C là vứt đi đấy nhá Nó phải là đuôi át cơ mà Nhớ nhá Nhiều khi đi thi mắt nó kém như thế đấy Là chọn có khi là Là chọn sai đấy 2, 3 nào Nhanh khẩn trương Đấy thấy chưa Các em học như thế Các em đã thấy cảm giác là lý thuyết nó ngon chưa Lý thuyết quá ngon rồi đúng không Tới chúng ta sẽ tập trung vào vận dụng cao Đấy kiểu như thế Lý thuyết mà ngon rồi thì chắc cú là 8 điểm rồi đã Đúng không? Chắc cú là trên 7 điểm Chắc cú 8 điểm rồi sau đó xoáy sâu vào vận dụng cao thế thì cái việc mà thầy thiết kế giáo án ở trong cái khóa livestream vip 2k4 của em nó nó xịn sò như thế các bạn yên tâm nhé à, chắc chắn là em uh, lý thuyết kiểu gì cũng đúng đã không thể sai lý thuyết được chưa là chắc chắn trên 7 điểm đã ở đâu chúng ta làm những cái câu quét những cái câu bài tập ở mức độ thông hiểu vận dụng sẽ có giai đoạn đấy thì là chúng ta quét để lên được trên 8 đúng không còn vận dụng cao chúng ta ôn từ tháng sau thôi vận dụng cao nếu mà ngon thì à, sơi được à, khoảng 4 câu nữa là thôi xong rồi tuyệt vời luôn nha 23 C không thể sai được Đỗ Tiêu Nguyệt Mai Lan Thanh Phạm Hoài Thương Phạm Duy Học Đỗ Minh Ngọc 23 C hả à? trong phân tử amino acid nào dưới đây có một gì ạ à? có số nhóm NH2 ít hơn số nhóm COH hay là số nhóm carbosin à, ít hơn nhá à? ít hơn thì nó phải là thằng axit glutamic đúng không thằng axit glutamic chúng ta nó có hai nhóm này và một nhóm gì ạ một nhóm amino rồi câu số 24 nào đấy người ta có thể hỏi em như thế do đó mà các bạn lớp vip chú ý cho thầy này khi em đọc cái đề của thầy ấy thì em phải em phải hình dung ra cái cách người ta biến tướng câu hỏi đi người ta có thể hoàn toàn hỏi là cái khối lượng phân tử của axit glutamic bằng bao nhiêu hay là người ta hỏi là số nhóm tổng số nhóm thế à, số nhóm amido và số nhóm carbosin ở trong phân tử axit glutamic bằng bao nhiêu ta có thể biến tướng kiểu đấy đi nhá amin tồn tại ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường nào thằng này thằng nào đây thì chúng ta nhớ là Đây là các amin khí rồi B là khí này C là khí này Và D là khí Nhá ba trong bốn amin khí Đúng không Còn mỗi thằng này Ở trạng thái lỏng thôi Để ý vào Câu số 25 Anilin Chứ không phải alanin nữa nhá Phân biệt cho thầy cho Nhầm nhá Rồi Ngọc Huyền chuẩn luôn 24A Kiều Phương Anh Ok Ok Tuyệt vời các em ơi Câu số 25 nào vừa rồi chúng ta học rồi, thì hỏi chất nào sau đây không phải à phải là axit là axit béo bây giờ nó hỏi không phải để ý này không phải nhá thì nó a luôn anh em a luôn luôn gì đó axit đúng không c 17 h 35 coh thằng này axit béo no palmitic cũng là axit béo béo no chúng ta c 15 h 31 coh oleic c 17 h 33 coh nhớ cho thầy khối lượng phân tử của bọn nó nữa và công thức uh, phân tử của nó đấy nhá có thể người ta hỏi phần đấy câu số 26 nào Câu 26, 26 này hôm trước vừa hỏi rồi Nghĩa là trong các loại hạt và củ uh, Loại nào sau đây có hàm lượng tinh bột Chú ý hỏi nhỏ nhất này À câu này như là có đáp án rồi phải Đúng không? Trong file của các em là thầy có đáp án luôn gì nữa 26 là D Toàn Nguyễn khoai tây chọn luôn Nó khoảng 20% Đúng không? Trong đó thì thằng gạo này nhiều nhất khoảng 80% Gạo nếp thì là khoảng 90 mấy phần trăm ấy, Trên 90% Nhá vân vân Đấy cho thầy nhá Thầy nhớ không không nhớ rõ lắm Sắn ngô thì chắc là nó rơi khoảng 50% gì đấy hay 70 là bao nhiêu phần trăm đấy Tóm lại là ít nhất là thằng quay tây, đúng không? Câu số 27 Chúng ta vừa học về gì ạ? Các bao nhiêu rát xong chúng ta quẹt phát sang câu 27 đó là về gì đây? Aminoxid Câu này trong bài lớp VIP có ạ Lương Hữu Quân, Đức Nguyễn Trần Phước Hừa Hiền 26D Võ Thái Sương Ông Nguyễn Trần Phước Hiền này có một cái góc học tập rất là ấn tượng và thầy rất ấn tượng luôn. Nhá, đó là xung quanh dán toàn cái chuyện uh, chuyện tranh của gì nhỉ? Của Ami thôi. À không phải, đó là chuyện tranh Doraemon. Doraemon với lại cái gì hình như Doraemon sao ấy. Rất hay. 27 là câu B. Nào, công thức chung của amino acid no mạch hở mà có một nhóm NH2 và một nhóm gì ạ? COH. Đó là anh nào đấy? Làm mãi rồi. Nhanh cần trương đó chính là gì ạ B đúng không và nhớ cho thầy số nguyên tử Carbon lớn bằng hai có cần thầy phân tích không chắc không cần đâu đúng không chắc không cần viết cái công thức phân tử tổng quát ra cho thầy nhá nha yes, uh, viết công thức phân tử tổng quát thay các cái uh, giá trị vào cho thầy là xong ở đây nó có một nhóm N2 vậy nguyên số nguyên tử Nitơ là bằng một này số nguyên tử Oxy đây là bằng hai này vậy là no 2 chứ không phải N2O4 đâu gạch C ví dụ như thế nha OK no thì không có trường hợp là hai N 1 một đâu nha hoặc là hai N cộng ba đâu câu số 28 nào Ừm, rồi 28 nào Tốt đấy các em làm lấy giờ như là không có bạn nào làm sai đâu Câu số 28 Có vài câu em chưa học đến Nguyễn Thái À phân tích đi thầy à Rồi ok thầy phân tích cho nhá Câu số 27 đây đúng không Phân tích câu 27 đúng không nhỉ Rồi câu 27 này em nhìn đây Công thức chung của amino acid no này No tức là thằng này không có liên kết PC đối đôi C Đúng không thì có gì ạ một nhóm N2 và một nhóm gì Các xin thì em viết cho công thức tổng quát cho thầy CN này H2N cộng 2 trừ 2K đây gốc hydrocarbon đúng không cộng với Z NZ chính là số nguyên tử gì ạ nitơ và OT đấy, trong đó này gì đấy trong đó thì ta thấy này Z thì bằng một bởi vì thằng này có một nhóm N2 thôi Z bằng một nhá còn T này chúng ta thì em thấy này nó bằng mấy bằng hai bởi vì là thằng này nó có gì ạ một nhóm xin thôi vậy có hai nguyên tử oxy Đấy, K của chúng ta thì nó nằm ở vì nó có một nhóm carbon xin K đó bằng 1. Đó, K 1 em thay vào. Thay vào đây cho thầy đi. Nó thành là gì? CNH2N. Còn đây 2 trừ đi. K bằng 1 vậy 2 trừ 2 còn hết đúng không? Cộng với Z, Z bằng 1 vậy đây là cộng 1. N đây là N gì ạ? Ô mấy? 2. Đáp án đây. Hình dung chưa? Nhá. Thế thôi, câu số 8 nào. Câu này quen nhờ. Lớp VIP quen câu này không ạ? cho các em ôn lại thôi mà thầy cũng muốn là qua đó thì thầy check xem các em có nhớ kiến thức không nhá 28 Nguyên Thư cao 1 z 1 t 2 xịn sò thương ok thầy chào thương nhá Phan cứng của chúng ta Kiều Phương Anh 28 em chọn B rồi check luôn nhớ cho thầy là những cái tên gọi của Amin ấy thì các em nhớ là ôn lại cho thầy nhá thầy đã dạy cho các em rất kỹ về phần tên gọi của Amin cái thứ rồi đấy người ta hỏi em là gì tên theo gốc trước này sau đó tên thay thế này, sau đó tên thông thường của anh này, đây là một amin bậc gì ạ, à? bậc 2 chú ý nhá. Thì gốc trước thì nhớ cho thầy là gốc này là gốc gì etin này. Đúng wow. không? Gốc này là gốc phenin này, vậy etin trước sau đó phenin sau. Thì là etin phenin amin đúng rồi này. Etin phenin amin đúng này. Còn đây D gạch này. Phenin etin là sai bởi vì theo chữ thứ tự chữ cái ABCD mà. Thằng này phenin etin là sai bởi vì là thằng E phải trước thằng P. Rồi, Tiếp đến là bây giờ còn B và C thôi, check cho thầy nào. Theo tên thay thế, tên thay thế thì nhóm thế chúng ta là anh này đúng không? Etin, nhớ là amin bậc 2 phải là N cái đúng không? Etin, N etin. Và theo là mạch gì ạ? Mạch carbon hydrocarbon đúng không? Nhá. Yeah. Mạch hydrocarbon chúng ta là gì đây? Ông nào chọn 28 chọn C kia, thầy dạy max hiểu. Thank you so much. Ok. Ông nào mà chọn là 28 các em chọn là gì nhỉ? sao đã sang 29 rồi ấy? Úi rồi ông đang khoa 28 chọn D à, à Ngon Nhá, yeah, check cho nào, đây là gì N, ben, benzenamin chứ Đúng không, benzenamin chứ không phải uh, N, etin, vứt đi rồi ấy. Và tên thông thường nó là N, etin, anilin Vậy đáp án chúng ta phải là B đúng không Phenin N, pheninamin, Đúng không, đáp án là B đúng không nhở Thầy có nhầm không nhở Rồi ok Câu số 29 nào Comment thầy câu 29 Úi dối câu 29 lại dễ rồi từ tên gọi ST bây giờ Đến mất gốc cũng Nhìn cái cũng ra Nhá nào ST có công thức phân tử là gì đây Nhìn cho thầy từ cái phần gốc ancol của nó Thằng này chắc chắn là ancol thơm rồi à, Đó chính là gì ạ Thằng này chính là benzin Nhớ nhá Acetat Benzene acetat A luôn Sai em sao được nữa Ông nào sai câu này đừng có nói nhá Nó không được đâu À Bắt đầu có dấu hiệu là có những một số đồng chí là vào khen thầy rồi Nguyễn Khánh Thủy này uh, Quốc Khánh còn cái đội lớp VIP 2K4 nó rất ít khi khen thầy Khen là một cái động tác động viên kịp thầy Cho người già đã có tuổi Rồi, câu số 30 <laughs> Ok, câu 30 nào khẩn trương Comment thầy câu 30 đi 30 thì đấy, vừa làm rồi Nhưng mà nó thay đổi đi một tí đấy Để ý cho thầy Comment cho thầy câu 30 đáp án của em là gì ạ <laughs> 30 người ta hỏi em này Công thức chung của Amino Acid ở đây là no rồi Không liên kết PC đối đôi C đâu nhá và có một nhóm amino để ý này Có một nhóm amino này Và hai nhóm carboxyl Thì cái câu này ấy, em có thể là dùng một cách Đó là viết công thức phân tử tổng quát của nó ra Là CNH2N Cộng 2 trừ 2K Đúng không đấy, Cộng với Z là số nguyên tử nitơ NZ và OT Đấy đấy là cách số 1 Còn cách số 2 là nhìn vào cái đặc điểm của Anh amino acid này ta nhớ đến cái thằng gì ạ axit glutamic Bởi vì nó có hai nhóm carboxyl này một nhóm amino này mà nó mạch hở nữa sau đó viết công thức phân tử của thằng là gì ạ thằng C5H9NO4 ra đó thì suy ra được công thức ngay thôi có gì đâu nha không thì dùng cái cách mà thầy vừa chữa cho mấy đứa đấy đây biện luận này ta sẽ có Z thì bằng mấy có một nhóm N2 Z bằng một đúng không có hai nhóm gì COH vậy là T của chúng ta là số nguyên tử oxy ấy phải bằng 4 2 x 2 mà K của nó thì bằng mấy K của thằng này nó có hai nhóm này này thì K nó phải bằng 2 bởi vì nó có 2 liên kết PC đối đối ô nằm đây. Đúng không? K bằng 2. Thay vào đây. Thay vào đây thì chỗ này ta sẽ có là thành gì? CNH2N. Chỗ này là 2 trừ đi 2 nhân với mấy? 2 nhân 2 là trừ 4. À, vậy là 2 trừ đi 4 là còn trừ mấy ạ? À? Là còn trừ 2. 2 mà cộng với 1 là còn 1. Vậy CNH2N 1. Vậy NO4. Chịn sò chưa? Đảm bản C còn gì nữa? Ok chưa? nhá yeah. Câu số 31 nào Câu số 31 người ta hỏi lại quẹt ngược lại về phần chất béo Và bây giờ người ta hỏi em là công thức phân tử của chất béo của câu này là các bạn rất là hay nhầm <laughs> Sorry Sorry các bạn Công thức phân tử của chisterin là một trong những cái chất béo no Ở dạng rắn Được chưa Nhớ cho thầy được chisterin Chiolin và G-Linolin Thì carbon của nó là phải là C57 Nhá Cái gần 54 này gạch này. Nhớ chưa cứ phải C57 nhá. Yeah. Và Hydro thằng này là Hydro đó trong uh, nó phải no. Đúng không? Anh này là anh này no rồi. Hydro nó phải là tối lớn hơn 104 rồi, là 110. Đáp bán là C rồi. C57H 110 O6. Chắc chắn luôn. Được chưa? Cứ 104 rồi là không phải rồi. Ô à đây đây O4 thì gạch luôn chứ gì O4 làm sao được nó phải O6. Được chưa? Câu số 32 nào. Rồi, ok, Lê Nguyễn Nhật Minh. <laughs> Cảm ơn Lê Nguyễn Nhật Minh đã để hashtag Hạnh hạnh quá dễ hiểu luôn thầy ơi đấy Cảm ơn ông Hạnh hạnh nhá Câu số uh, 32 Được bao nhiêu ca comment rồi các đồng chí Ở điều kiện thường Chất nào sau đây ở thể rắn Những cái câu này hoàn toàn là nó đều nằm trong đề thi hết Thực sự đấy Thầy khẳng định với em em cứ quẹt lý thuyết với thầy Chắc chắn em đi thi em không bị sai đâu Ừ rồi Hải Châu 32 chắc chắn D Rồi À, Lương Hữu Quân 32 trên D, Học Đỗ, Trần Hà, Nguyễn Thư, Nguyễn Văn Chánh 32 D, Mai Tài 32 D, xịn sò. Thằng này là mê tin ở dạng khí này. Đúng không? Thằng này là dạng khí cho này. Thằng này là dạng lỏng này này. Đúng không? Đấy, gạch gạch rắn là thằng này lỏng này. Đây rồi, thằng này amino acid. À, nó ở dạng gì ạ? Dạng rắn. Nhớ nhá. Amino acid glycine chúng ta. Không thể sai được. Câu số 33. Comment này câu số ba nào. 16k comment rồi đấy, Ô xịn so nhá. Được đấy, hai k tư. Đây phải so sánh giữa hai k tư với các khóa trước để xem là ở cái tầm này thì đội nó học như thế nào. Về nói chung là về cơ bản là thầy nghĩ là hai k tư hơi đuối về cái độ chăm chỉ học trực tuyến. Chắc là do là Covid nhiều học trực tuyến nhiều nó chán rồi. Đúng ạ? Với các anh chị 2K3 thì tầm này là học kinh lắm rồi. Thầy mà livestream là lúc đấy là cũng kinh khủng luôn. Thầy cảm ơn Phan Thế Anh nhá. Nguyễn Thọ amino là chất rắn có vị ngọt tan trong nước. Được. Đỗ Tiêu Nguyệt em thấy sương sương 16k comment. Ok nhất trí. Lâm Lâm 33A. Sáng Lê Sáng lên 33C à? Rồi có ông thì 33A, có ông 33C thế này. Tôi chết tôi rồi. Nguyễn Tài 33 em không biết. À này. Câu này là tôi cho ông ở trong đề thi à trong đề của lớp VIP rồi đấy, ông Nguyễn Tài nhá. Nguyễn Văn Hoàn D thầy ơi, Lương Hữu Quân 33A, ông Nguyễn Trụ 33D xong rồi. Ấy. Nào đây là câu hỏi về đồng phân có điều kiện nhá. Có bao nhiêu amin bậc 2 thì chú ý vào Có cùng công thức phân tử C7H9N Nào để ý cho thầy xem K thằng này bằng bao nhiêu K thằng này là bằng uh, K thằng này bằng 4 đúng không K thằng này 4 thằng này có vòng No đúng không Nào để ý cho thầy nếu mà amin bậc 2 Thì nhớ thằng này chỉ có một thôi chứ A thôi chứ Thầy đẹp trai kia, thời sinh thôi. Bố mẹ đẻ 2k3 nhiều hơn 2k4. <laughs> Nguyễn Khánh Thủy. Cảm ơn Nguyễn Khánh Khánh Thủy nhá. Ok. À đây rồi, ông nào mà sai chặt đây. Lăng Mạnh Tuấn em em xóa comment đi hoặc là thầy chặn uh, nhá. Đấy nhá Lăng Mạnh Tuấn nhá. Thôi tạm thời là chưa chặn uh, vội nhá. Đừng có mà chặt vớ vẩn ở đây nhá là đứt đấy. Rồi. 36 uh, 33. Ui từ từ. Ông nào đã chọn 36 rồi? Nào. Ông nào nghỉ học là block đấy nhá. Đồng phân amin bậc 2 của thằng này là gì đây? Nào, viết ra cho thầy nhá. anh này chúng ta sẽ có là gì? Anh này là đồng phân amin nói chung nhá. Thì anh này có gì đây? Chúng ta sẽ có là uh, amin bậc uh, amin bậc 2 Để ý cho thầy là amin bậc 2 thì có cái thằng nằm ở nhánh. Rất nhiều bạn là quên cái thằng amin bậc 2 này đúng không NH này và cs 3 Chỉ có một đồng phân này thôi. Còn đâu thì nó có uh, đâu đấy uh, đồng phân bậc 1 thì như là mấy thằng 4 thằng hay sao ấy. Nha, bốn thằng tự viết ra nhá. Được chưa? Các em tự viết nó giúp thầy có cần thầy viết ra không? I amin mean đồng phân bằng 1 của nó. Nếu hỏi đây là bậc 1 thì mấy đứa viết ra nhá. Đây là CH3 này. NH2 này, cho chạy này. Đấy 1 này, 2 này. 3 này, thằng này có 3 đồng phân là octo meta này, para rồi. Và một đồng phân nữa là thằng NH2 nhảy lên trên này đúng không? Đây. Viết ra không nhiều khi là không viết ra lại quên đấy. Đấy một đồng phân nữa thằng này có 4 này. 4 cộng 1 là 5 tổng số đồng phân là 5 nhưng mà đồng phân I amin mean bậc 2 ấy thì là chỉ có 1 thôi. Đấy vào Nếu ông nào ông chọn C đấy Ông nào chọn D đấy nhá Câu số 34 34 cho điểm thôi à, Tên gọi của anh ester này đó là ester của Phenon Thằng này gốc Phenin Phenin đâu? Phenin đâu? đây rồi C Không sai được Cẩn thận không lại nhầm sang D nhá Câu số 35 nào Ôn lại cho các em thôi Chứ những câu này thầy chữa cho các bạn hết rồi Mà Thầy thừa biết là các bạn lớp VIP của thầy Khi các bạn đọc cái này Các bạn cứ ngồi các bạn cứ tích thôi Tích thôi coi như đáp án nó nhảy trong đầu rồi Thầy, thầy chắc chắn là như vậy nhá 35 amin nào không cùng bậc với amin còn lại Đấy, một cái kiểu hỏi khác thôi không cùng bậc với amin còn lại amin nào không cùng bậc với amin còn lại à thằng này amin bậc 2 đi mà thằng này amin bậc 1 thằng này amin bậc 1 thằng này amin bậc 1 vậy đã đáp án chúng ta là a 35 chốt a nhá ok chưa biết cái công thức cấu tạo ra nhìn cho nó rõ Câu số 36 là một câu cũng rất hay hỏi và chắc chắn các em không được sai. Đó là gì ạ? Thuốc thử để phân biệt hai cái thằng đồng phân này. Hai cái thằng monosaccharide của chúng ta là glucose, fructose, nếu sai là vứt đi. Nào anh nào đây? 36 chọn gì ạ? Lương Hữu Quân 36 chốt B, chắc chắn luôn rồi nhá. trong đó thì dùng dung dịch nước brom thì anh glucose này này sẽ làm mất màu, còn anh fruct thì không. Chứ các em đừng có dùng AgN3 trong NH3 nhé. Hoặc cũng không dùng đồng hiroxit nhé không dùng hydro nhá bởi vì hai thằng này đều phản ứng với bọn này hết a c và d đều phản ứng nhớ chưa 37 học rất là nhiều rồi nhưng mà đi thi vẫn sai đấy Đừng tưởng tượng à, 37 nào nhanh khẩn trương đáp án của em là gì rồi rất tốt mai tài mai lan thanh nguyễn thư kiều phương anh đỗ tiêu nguyệt nguyễn văn tránh nguyễn đăng minh ngọc 36 sáu chốt b nha thầy uh, đẹp lão nguyễn thư hoàng huynh xin sò ok rất tốt Hên quá em chọn B Ngân Nguyễn <laughs> Rồi câu số 37 đáp án của em là gì Câu số 37 chúng ta ôn lại thôi đúng không Nó ngược lại một chút Lại làm như những gì thầy nói nhá Câu này nó giống như là uh, Cái gì là thằng à, Thằng Lê Xin ấy cái từ thằng Ly Sin viết ra cho thầy C6H14N2O2 Nhớ chưa Thầy không những dạy hay dễ hiểu mà còn đẹp trai Minh Ngọc ơi thôi Ông đừng nói thế nhá Thầy nói thật rồi thầy không thích đâu đây Thầy không thích khen kiểu đấy đâu nhá yeah. Rồi vỗ tay Và <laughs> bảy nào Amino acid T No mạch hở Phân tử chứa hai nhóm gì NH2 đúng không Và dị một nhóm carboxin Chúng ta làm theo hai hai cái câu trên Thầy đã chữa cho mấy đứa rồi Là em biện luận từ cái công thức phân tử tổng quát ta Hoặc là em nhìn này No này Và dị có hai nhóm amino và một nhóm carboxin Nó giống như cái thằng gì Giống như thằng lysine Đó là C6H14 này Đúng không Ờ uh... N2O2. Đấy nhìn vào đây N2O2, N2O2, N2O n gạch D đã. Và nhìn vào đây cho thầy này, số nguyên tử carbon là bằng 6 thì số nguyên tử hydro bằng 2. N là 6 2 12 2, đúng không? Vậy là CN này H2N cộng thêm 2 vào nữa, N2O2. Nhớ chưa? Nhìn vào đây đáp án chúng ta đó là C thôi. Nhớ thầy nhá. Ừm, chắc chắn là C rồi. <laughs> ok câu số 38. Rất là đơn giản vậy thôi mày đứa. 38 nào các em? Comment cho thầy có số 38 nào 38 Olio Ông Yến Linh ơi đừng comment kiểu đấy à, Đi thi lại toạch đấy Khẳng định luôn nhá Cứ comment cái kiểu linh tinh beng là công đứt đấy 38A Rồi Đỗ tiêu nguyệt 38A Chất nào sau đây gọi đường nho Là mãi rồi Glucose Thằng này đường mía Đường mật Tinh bột 39 Công thức phân tử của Chiolin nào Nhớ như thầy nói chi styrin, chi olin, chi lin olin thì đều là C57 hết đúng không? C54 gạch C54 gạch C57 và thằng này là chi styrin rồi, đây là chi olin. Nhá, đây là chi uh, Ok chưa? Nhớ nhá. Câu số 40. Nguyễn Trường, à quên nhầm Nguyễn Tường. Ờ, à, thầy gọi tên em em rap cho cả nhóm nghe ok. Câu số 40 nào câu số 40 nguyễn tường ở trong lớp vip của thầy à thế uh, rap một bài cho cả lớp nghe nhá mạnh dạn a lưu quân không phải viết luôn uh, à loại luôn được Kiều phương anh các em cố gắng giữ cho thầy cái nhiệt nói thế thôi chứ thầy cũng đang cố gắng gào thép lên cho để để gọi là truyền động lực cho các em đấy chứ nếu mà thầy mà dạy kiểu, à, thế uh, câu 40 đi 40 đáp án gì nhỉ 40 40 Đáp án 40 đi cái Dạy kiểu đấy thì làm sao mà các bạn tỉnh uh, táo được đúng không? Nó à, phải là gào thét Đây là cái phong cách của thầy rồi Các em chưa biết là thầy dạy ở trên giảng đường như nào đâu à, Trên giảng đường có đập bàn, đập ghế Đủ các kiểu cơ à, Phòng mồm trận mắt cơ Nghĩa là để làm sao để cho học sinh focus on my face <cười> <cười> Nhớ thì Không tỉnh ngủ được, đứa nào mà ngủ thì chỉ có đứt thôi à, Bây giờ người ta hỏi em là số đồng phân của Amin Nhưng chú ý ở đây, đây là Amin bậc 1 em ạ Được chưa ạ? I amin mean bậc 1 chúng ta đã ứng với công thức phân tử C4H11N. Có cách nào để tính không nhỉ? Có cách nào để tính nhanh cái I amin mean bậc 1 mà uh, có công thức C4H11N không? Súng nguyên tử carbon bằng 4. Thằng này là nhìn vào đây C4H11 đó là gì? Amin no. CNH2N cộng 3 no đơn chức. Đúng không? No đơn chức thì chúng ta có công thức tính nhanh là 2 mũ N 1. Đúng không? Nhớ không? N súng nguyên tử carbon ấy. 4, 4 1 còn 3. 2 mũ 3 bằng. Nhầm. Từ từ nào hay mũ n 2 chứ nhỉ? Hay 1 nhỉ? Thầy nhớ không nhầm 2 mũ n 2, đúng không? Gọi là gọi là, là 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 bậc 1 mà. Bậc 1 thì phải 2 mũ n 2 nhá. 2 mũ n 2 vậy là 4, đáp án chúng ta là A. À. Học thầy chắc em thi chuyên hóa luôn. Xem thầy dạy cuốn quê. Thank you. Khớp chay. Tiếng Lào nhá. Ờ à, à, Hay là gì nhỉ? Tiếng Hàn Quốc là cái gì nhỉ? ờ tiếng hàn quốc cảm ơn là cái gì nhỉ ờ cái gì nhỉ quên mất rồi Camtamisa hay kamtasia hay là ờ cái gì nhỉ ờ à, tiếng nga đó là sapa đúng không <laughs> em kiểm tra có cả chương ba luôn thầy ơi Ờ đây có chương ba mà rồi rồi nhá có chương ba luôn Sawani Kap uh, Kamsimita uh, Kamsamitan Ngọc Huyền Kamsamita Rồi ok Kamsamita Đấy Học vừa học hóa đây Học được cả ngoại ngữ Đúng không Rồi câu số 41 đi Các em viết cho thầy cái đồng phân ra nha mấy đứa Thôi vừa học vừa nói thôi Trêu cho các em cho nó vui Có động lực Đấy đã nói rồi Thầy livestream ở trên page Đó là gì Rất nhiều người nhìn vào Có thể là các thầy cô của các em Thầy thầy biết trong khoa học của thầy là rất nhiều thầy cô là tham gia đăng ký đấy Thầy biết Hoặc là có thể những người không thích mình nhiều khi là thầy dạy ấy uh, có thể là mọi người nghe thấy thầy nói uh, chuyện nhiều quá thì bảo Ôi, ông này cũng dạy sao nói nhiều ấy nhỉ không phải đâu các bạn thông cảm giúp là đây là mình dạy uh, free và mình muốn là uh, mình xuất hiện livestream ở trên page tôi yêu học là ngoài dạy ra những cái này nó rất dễ rồi các em học sinh thì các em ấy uh, thực ra nhiều khi các em học cả ngày các em rất là mệt mỏi các thầy cô ạ hay là các bạn ạ hay các phụ huynh ạ do đó mà khi mà tôi livestream ở dạy trên page tôi yêu học ấy thì ngoài mục đích là truyền kiến thức ấy cho các em ấy thì hãy cố, tôi sẽ cố gắng làm sao để truyền cái động lực cho các bạn nữa và làm cho các em ấy có cảm giác như là học nó như là vừa học vừa chơi vừa thư giãn ấy relax nhá thế do đó mọi người thông cảm ok tiếp câu số 4 mươi đúng không nhiều khi là bảo là thầy nói luyên thuyên chứ nói thật là tôi đi làm cả ngày cũng mệt lắm Thực sự như vậy nhưng mà về cố gắng gào lên tất cả vì tương lai con em chúng ta thôi câu 41 là mấy đứa. À, Minh Ngọc, ok, thầy cảm ơn, 41 chọn C luôn Nào, có bao nhiêu hợp chất ở đây là hợp chất đơn chức mấy đứa gạch chân cho thầy có công thức phân tử C3H6O2 mà lại không phải este không phải este thì nó có bao nhiêu đây nhỉ nhớ là đơn à câu này như thế chữa rồi đúng không hợp chất đơn chức thì nó có thằng này là C3H6O2 thì nó có thể là axit uh, no đơn chức mạch hở đúng không hoặc là nó có trường hợp là gì nữa nhỉ ờ, uh, có mỗi trường hợp axit no đơn chức mạch hở hoặc este no đơn chức thế thì nếu mà như thế thì không phải este chỉ có một only one one đúng không nha B nhớ thầy nhá mà nhớ đây là đơn chức nhá Chứ không xét cái trường hợp tạp chức Ok chưa? 41 chắc chắn B đúng không ạ? Các bạn viết ra cho thầy nhá uh, Nó là thằng nào nhỉ? Uh, acid propionic đúng không? C2H5 COH viết ra cho thầy nhá. Còn ST á, nếu mà nó hỏi là đồng phân ST thì chỉ có hai. Ok, có số 42 nào? Hình như là câu này thầy chữa các bạn nhiều lắm rồi. Có số 42 đây mấy đứa. Em chào thầy, em mới biết thầy qua kênh YouTube em vừa lên facebook tìm thầy may mắn đăng livestream các bài giảng của thầy rất hay dễ hiểu à, cảm ơn vân vân nhá à, cảm ơn bạn mây nhá bạn mây mây nhá cảm ơn em <laughs> rồi ok ôi thôi nhầm tên axit lương hữu quân nhầm làm sao được axit Propionic nhớ chưa rồi tiếp câu số 42 hai bị đứa comment cho thầy nào huỳnh công khoa wow. em đọc không kỹ rồi không sao đập đầu bàn minh ngọc Nguyễn Tài, Nguyễn Văn Chánh 42 chọn D à? Số đồng phân cấu tạo ở đây là đồng phân cấu tạo alpha Minoxid, nhớ cho thầy. Ứng với công thức phân tử của thằng C4H9O2N mấy đứa viết ra cho thầy đi. Viết cho thầy xem đồng phân cấu tạo thằng này hôm trước thầy cũng viết cho các bạn trong lớp VIP rồi đấy. Chúng ta sẽ có những đồng phân nào đây? Viết cho thầy tổng số đồng phân nó bằng bao nhiêu? Các em viết cho thầy cái. Riêng cái mạch carbon của thằng C4, C4 nó có mạch thẳng và mạch nhánh rồi, có hai Vậy nếu đính số nhóm amino vào thì có hai đồng phân thôi. Đúng không? 42 cái ông chọn 5 à? Ông nào chọn 5 kia? Ui dồi, 42 a em nhớ vừa học trở lại trong group 42 là chọn D. Tôi chết tôi rồi. 42 a ông còn chọn A, ông chọn D này tôi chết tôi rồi. Nào, alpha amino acid cơ mà, để ý nhá. Alpha amino acid các em ơi. Thầy nhắc rồi nhá. Học mãi rồi để ý này, alpha amino acid mà. Riêng cái thằng C4H9 đầu hay viết ra 1 này, 2 này, 3 này. Đúng không? Nếu mà mạch này 4COH alpha đính số nhóm amino vào đấy, N2 vào đấy. Được một đồng phân chưa? Nhá, còn mạch nhánh của nó bẻo cho thầy. Nhá, bẻ nó cho thầy được có hai đồng phân thôi chứ. Tại sao mà con các em ra được tận 5 thế này? Nào, một này, hai này, N2 ở đây, alpha. Nhớ nhá, nhớ trong đầu là alpha. Alpha tức là gì? Là số cái nhóm amino ở vị trí carbon số 2 hay là uh, vị trí carbon ở vị trí số 2 đó chính là gì ạ? vị trí alpha. Còn bên này là beta hay là gì ạ? gamma chúng ta bỏ đi đừng tính vào. Nhá, một này, hai này. Đấy, nhớ này. Đồng phân là alpha acid cơ mà. Có số 43. Vậy có ông sai rồi nhá. Có ông sai rồi đấy. Thầy đọc là có ông sai rồi đấy. 43 đâu? 43 người ta hỏi em là các chất đồng phân của nhau là những chất nào sau đây thì nào để cho thầy các chất đồng phân của nhau hả? Úi dồi, à A luôn. Câu này sai em sao được? Nhá, glucose và fructose là đồng phân của nhau. Nhớ thầy, cùng công thức phân tử C6H12O6. Tinh bột và sen thì không phải đồng phân đâu, nhớ nhá, nhắc rất nhiều lần đấy. Được chưa? Ừ, Kiều Phương Anh không sao nhá, nhưng mà đừng bao giờ nhầm thêm một lần nữa nhá. Nhớ đấy, câu số 44. Nhầm thêm một lần nữa là trượt đại học. Và mơ ước của mình càng ngày càng xa xôi đấy sau đó, đó đừng nhầm đã nhầm mà nhớ mãi luôn Được chưa câu số 4 đi 4 a luôn ngọc huyền rất tốt học đỗ 4 a a à. rồi mai tài 4 ba a xịn sò nào an côn và amin là sau đây cùng bậc bậc an côn và bậc amin chúng ta học mãi rồi thầy sẽ không nhắc lại trong buổi livestream ngày hôm nay nữa nha Trách Check cho thầy an uh, uh, gì à? thằng này ancol côn bằng mấy đây Check cho thầy đáp án đi thằng này amin bậc một này thằng này ancol bậc gì ạ à? ancol bậc hai bậc của ancol là bậc của carbon mà bậc carbon là số gì ạ à? nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nó vậy là a gạch thằng này bậc 2, thằng này bậc một b thằng này amin là bậc 2 đúng không là số nguyên tử hydro bị thế nhá thì đây nó bị thế mất hai rồi còn một thôi thằng này là ancol đây ancol này là bậc 2 bởi vì carbon này là bậc hai chốt b xong chưa rồi nhá ok 44 b quá quen phạm duy xịn sò câu số 45 đấy bây giờ ôn lại một tí về hôm trước vừa học về chất béo rồi đúng không phân tử khối của mấy thằng chất béo này đến bây giờ phải đọc vanh vách rồi không thể nào quên đâu nhá nào phân tử khối chipamitin nào thầy sẽ không viết công thức của thằng chi ra nữa các em bật luôn cho thầy xem phân tử khối là bao nhiêu à, bạn uh, nguyễn ngọc 45 c bạn thái bảo 45 c ngân nguyễn 45 c rồi mai thanh 45 c phạm duy 45 c đúng nha 806 để ý vào 46 nào chuẩn bị được nghỉ đấy 46 Sacroser và Glucoser thì đều có phản ứng gì đây nhanh khẩn trương trắng bạc có không chắc chắn là không có Sacroser chúng ta không có tính khử mới đứa nhớ nhá thủy phân có không thủy phân thì thằng glucose là monosaccharide không thủy phân cộng hero có không cộng hero có không à gạch luôn đúng không thằng Sacroser không gì ạ? Phân, không cộng hero chỉ có gì phản ứng này thôi bởi vì bọn này có các cái nhóm OH liền kề polyancol ok chưa 47 theo em nhớ thì 45 c <laughs> đến bây giờ là không chơi kiểu theo em nhớ đâu mà chắc chắn luôn đấy nhá Làm mãi rồi chứ đừng có viết công thức nó ra xong ngồi cộng lại nó sẽ làm giảm cái cái thời gian của em nhá 46 b tạo phức màu xanh lam quá quen luôn xịn sò tốt rồi phạm duy ơi lê nguyễn nhật minh bạn nhật minh rất chăm chỉ luôn Đó, bạn mai lanh thanh minh ngọc đỗ tiêu nguyệt Lâm Lâm Minh Ngọc cũng nay lạ lạ nhở Thầy thấy comment từ đầu luôn đấy Minh Ngọc ạ à. Có phải lớp VIP không nhở Rồi 47 Dung dịch chất nào sau đây Đổi màu quý tím sang màu xanh nào A Acid acetic gạch luôn Đúng không A là gạch luôn Bởi vì thằng này nó có một nhóm NH2 Và gì ạ Một nhóm COH gạch luôn còn gì ạ acetic Acid màu hồng axit glutamic là màu đỏ Chịn sò đó phải đáp án A Cô này quen thế nhỉ Thế này Nó có hai gì ạ Hai nhóm amino Bởi vì thằng này là đi amino mà Có hai nhóm NH2 đó thì nó trội hơn là gì ạ, trội hơn là một nhóm COH, do đó quỳ chuyển sang xanh, học phần amino acid rồi đúng không, Một quen kích khủng luôn, thầy dạy dễ hiểu lắm ạ, thầy cảm ơn Mai Huyền Trang nhá, cảm ơn em Kopchai, Camta Sida, Hàn Quốc đấy, 48 tám nào, Minh Kha. Ờ bạn Minh Kha dạo này là Bạn Minh Kha này là, là, dạo này là rất chăm học đây Mới vào thành viên lớp VIP của thầy thì phải thầy nhớ không nhầm đấy Minh Kha chịu khó nhá Cố gắng em 47A nhìn các bạn chọn hoang mang quá <laughs> Sao vậy 47 47A đúng quá gì nữa Ừ Minh Ngọc em trong group VIP không comment được ạ Tuyệt vời Minh Ngọc ơi thầy uh, cổ vũ em nhá Cố gắng lên Những người chăm chỉ đều là thành công thôi Thầy khẳng định không thành công ít thành công nhiều Rồi các bạn chọn 48C à c hả? À? Check nhá. Rồi. C4H8O2 thằng này nếu mà là không tác dụng này, à số đồng phân đơn chức này, tác dụng được với KOH nhưng không tác dụng đứng Nari thì à, nó là este, đúng không? Este. Ơ, ờ, este mà là ừ uh, no đơn rồi. Thế hey, no đơn rồi thì uh, số đồng phân của nó là hai mũ gì? N- -2. Uh, vậy là 2 mũ 2 4 đáp án là C, đúng không? 48 là C đúng nhỉ? C quá gì đó câu này ấy, nếu mà Yến Cao, ừ thầy chào Yến Cao ờ, Thầy chào Quốc Khanh nhá Em trong lớp VIP cũng không được không comment được à Ừ, rồi Những bạn nào mà trong lớp VIP không comment được Thì ở đây thầy vỗ tay hết ừ, Cổ động cho mấy đứa Thanh Thoại ờ, Nguyên Nguyễn An Phan Đề ở đâu vậy thầy Ừ, thầy cố gắng nhá, thần thoại nhá Hương Giang Mai Lan Thanh 48C, sai em nguyện ngồi cày từ đầu Rồi, chắc chắn rồi, 49 nào Câu số 49 mấy đứa Thôi chịu khó lên các em, cố gắng nhá. Cái hành trình nó còn dài lắm. Hành trình còn rất dài, hãy cố gắng em ạ, lửa phải cháy liên tục nhá. Có 449 uh, nào. Nguyễn Tường Vi, ừ ok Nguyễn Tường Vi nhá. Hirat X bị thủy phân trong môi trường axit đun nóng và dung dịch uh, chứa X thì hòa tan được đồng hiroxit Vậy thằng này nó phải là uh, gì ạ? Disaccharide trở lên hoặc là polysaccharide. Những cái thằng mà mono này là gạch này. Đấy, nhưng mà thằng này ấy là sao ạ? Nó có thể tác dụng với đồng hero vậy nó phải là gì ạ Sacarose nhớ chưa đấy, đây là polyancol của nhóm oh liền kề đấy kiểu như thế nhá nó trong cái cấu tạo nó ok câu số 50 nào vậy chúng ta chốt ra 50 câu hay 60 câu đây thích bao nhiêu câu 51 c thì phải thầy ơi 51 từ từ thầy đã làm 51 đâu 50 đi 51 c à tí nữa thầy sẽ trách Kiều Phương Anh 49A xịn sò 50 nào Người ta hỏi em mà người ta cho em các cái chất này ra Số chất không làm đổi màu quỳ tím ẩm. Rồi, chắc cho thầy xem nào. Nói thật với các bạn là thầy đi làm cả ngày ở học viện ở toàn những cái thứ trên rời dưới biển đấy. Thế mà bây giờ về tối vẫn dạy livestream cho các em, nói thật nhiều khi cảm giác nó cũng bị kiểu mất đi sự sáng tạo ấy. Nhưng mà thầy phải cố tìm niềm vui từ những cái comment của mấy đứa này này. Thực sự luôn đấy. Để cho thầy là bởi vì dạy phổ thông ấy, nó dạy đi trở lại nó cũng chán lắm. Nhưng mà mình phải tìm cái niềm cảm hứng, cái động lực vì sao mà cứ đầu tuần là thầy hay là nhắn à, nhắn vào trong group vip ấy là động viên à, gọi là cổ động tinh thần cho các em để thầy luôn nhớ là gì ạ à lớp vip còn đang chờ mình à, mình phải cố gắng để tối về còn livestream ví dụ như thế đấy là nói thật với các bạn để mà trụ được là thầy cũng phải gồng lên đấy chứ không phải là thầy cũng bị buồn ngủ giống mấy đứa đấy không khác cái đâu thầy là con người i'm a human đúng không nhá dẫn buồn ngủ bình thường nhưng mà tất cả đều là phải nỗ lực cố gắng thôi mà đến cái tuổi của thầy thầy vẫn phải cố gắng thì các em hiển nhiên là phải cố gắng rồi nhá yeah. ừ, hạnh hạnh cảm ơn các em đấy nói một cái là mấy đứa động viên thầy ngay đúng không chắc cho thầy nào số chất ở đây người ta hỏi là không làm nhé chứ không phải là làm đổi màu quỳ đâu nhá không làm đổi màu quỳ thì để ý cho thầy chắc chắn là anh này là này có một nhóm amino một nhóm xin không đổi màu quỳ anh này đổi màu quỳ anh này đổi màu quỳ à, anh này đổi màu quỳ anh này không đổi màu quỳ vậy chữ hai thôi đáp chúng ta là d được chưa tí thì đổi màu rồi <laughs> ok đáp án chúng ta là d nhá mấy đứa rồi thế các bạn là uh, thích ở năm câu hay là các bạn thích 60 câu ạ thì cái, tùy các em các em còn muốn học nữa không hay là thầy trò chúng ta say goodbye uh, nào các bạn muốn thế nào ạ cảm ơn hạnh hạnh nhá thầy cảm ơn em trương thú anh các bạn uh, không biết uh, chứ thầy sẽ còn uh, livestream cho các em rất nhiều À, ví dụ như trong lớp vip thì tới chúng ta sẽ học với nhau đến khi chúng ta thi cơ. giai đoạn tổng ôn luyện đề là giai đoạn cực kỳ sướng. tổng ôn tức là gì? lúc đấy thầy sẽ thiết kế là tổng ôn lại những cái uh, cái dạng mà rất hay xuất trong xuất hiện trong đề thi tần suất rất cao. chúng ta chúng không phải chúng ta tổng ôn lại st các thứ vân luôn đâu mà nó sẽ tổng ôn theo cái gói câu hỏi rất tuyệt vời luôn nhé. thế còn là uh, về luyện đề thì thầy sẽ thiết kế đề theo các cái mức độ cho các bạn và đảm bảo đến lúc đi thi là ngon các em nhớ thầy nhé. Ờ xuất lực bây giờ mới vào à thảo nào à, bao nhiêu cũng được thầy ơi thoải mái. <laughs> Rồi thầy rất là mong muốn là tạo ra được một cái đế chế tức là cái đế chế học tập lành mạnh trực tuyến thực sự như thế. Nói là cái đế chế được nghe nó có vẻ bảo thủ và nghe nó có vẻ hơi không hay nhưng mà thầy muốn tạo ra một cái môi trường học tập lành mạnh nhất có thể cho các em. Nhiều khi là mọi người mà vô tình lướt qua cái livestream các bạn thấy là mọi người thấy thầy dạy thì nhiều khi lại sợ là à, lại bảo là ôi ông này dạy kiểu gì mà ông cứ gào lên nhở ông dạy kiểu gì mà ông nghĩ uh, gào như thế thì chắc dạy được 5 phút rồi là, là nghỉ thôi thế nhưng mà không phải và có thể là mọi người bảo ôi ông này ông dạy như thế ông nói toàn nói chuyện luyên thuyên đây ví dụ thế nhưng không phải đâu Thế là thầy đang cố gắng để là gì ạ? là gào thét lên để truyền lửa cho mấy đứa thôi chứ thực ra nó thật các bạn bây giờ tắt máy đi cái là gục luôn thằng game như thế chứ không phải là 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 một cái người thần thánh gì đâu mà không có không 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 có sức khỏe à, à quên có sức khỏe vô địch đâu thực sự như thế nhá Thế nói vậy thôi chiến 60 câu với mấy đứa nhá bởi vì là cái file đề là 300 câu do đó mà cố gắng chiến đi không nhớ là hôm nào thầy bận này không chữa được hết cho các em thì thầy cũng thấy khó chịu câu số 51 bắt đầu nào 51 nào chất béo nào xoay đây nguyên tử carbon ít nhất câu này hơn thầy đã nhớ thầy đã chữa rất nhiều cho mấy đứa rồi đúng không nào chất béo sống nguyên tử carbon ít nhất ở đây đó chính là thằng diện chi palmitin nha đáp án chúng ta là c luôn còn hôm trước vừa chữa rồi còn những anh này là gì ạ carbon cứ phải c 57 c 57 đúng không câu số 52 mươi hai nào ừ, đợi comment cho thầy đi mấy đứa do đó các bạn cũng phải cố gắng các em ạ à. nhá cá nhân của em các em đang cố gắng vì tương lai của mình và các em mới chỉ bước đầu cố gắng thôi sau này khi mà các em đỗ đạt rồi các em lên đại học các em mới biết là thực sự lúc đấy, đấy mọi sự khó khăn nó mới bắt đầu mở ra trước mắt các em và nếu mà bây giờ em đã rèn được rồi thì chắc chắn là sau này các em sẽ càng tiến bộ và các em sẽ tiến bộ vượt trội hơn so với những người khác. Và đến khi mà các em giữ được cái thái độ đó rồi thì các em đi làm, chắc chắn là các em sẽ có những cái vị trí nhất định trong xã hội. Vậy thôi, tất cả mọi thành công thì đều trải qua thử thách hết, đều khó khăn hết thôi. Không có gì mà sẵn đâu, sẵn thì chỉ có mà là gì ạ, là vào chuồng thôi, nhá, yeah. là, là, lừa thôi, không có đâu. Yên tâm đi, các boy hirat nào sau đây có nhiều trong cây mía và củ cải đường mà đôi khi người ta có thể hỏi là trong cái quả thốt nốt ấy bạn nào ở quê ở mà vùng mà có cây thốt nốt này này thì đó chính là thằng dịa sát nhé nhớ cho thầy được chưa ok oh. câu số 53 nào con men cho thầy câu 53 thầy nhớ là thầy cũng đã chữa cho các em rất là nhiều rồi và chắc là thầy sẽ không viết công thức của nó ra nữa và chúng ta chọn đáp án thôi nhá đó là gì ạ là nhớ cho thầy cái st mà chứa vòng benzen đó là thằng c 8 h 8 o 2 chúng ta đã học nó quá nhiều và thầy chữa cho các em câu này quá nhiều rồi và chúng ta đang ôn lại nó thôi thì em nhớ cho thầy thằng này nó có gì ạ có bốn đồng phân Đấy, thằng này nó có gì ạ có bốn đồng phân là gì ạ là este của phenol đúng không và thằng này nó có gì ạ có hai đồng phân nếu mà là este hai đồng phân este ancol và tổng của nó nếu mà đồng phân este thì nó có sáu đồng phân mấy đứa nhớ cho thầy nhé và để ý đây là nó không có điều kiện khi mà viết đồng phân thì người ta kèm điều kiện nữa thì em nhớ cho thầy nhé nhớ chưa rồi câu này không được quên đâu nhá Nguyễn Văn Chánh tuyệt vời luôn Nguyễn Thư Phước Nguyễn Đỗ tiêu Nguyệt rồi câu 54 cho thầy nào Câu số 54 Rồi cho thầy xin đáp án câu 54 nào Rất tốt Ngày hôm nay là thầy bắt đầu là chính thức là mặc cái áo này Các em biết là áo này là áo đem lại may mắn cho các anh chị 2K3 đấy Ngày xưa ở giai đoạn mà livestream cho 2K3 là thầy bắt đầu livestream gọi là máu lửa từ giai đoạn Tết Và bắt đầu là mặc áo theo kiểu này Bởi vì thầy là thích cái phong cách là sơ mi trong và một cái áo ở ngoài Đấy, trông mình nó đúng giáo viên trông giống, giống giáo viên hoặc là áo sơ mi thôi chứ thầy không thích kiểu vét viết nhìn trông nó với lại thầy mặc vét thì nó uh, thầy thấy nó không không được uh, không được nét thế là thầy không uh, không thích mặc kiểu vét cái livestream thầy thích mặc nó tự nhiên nhất có thể thôi nhá câu số 54 mươi người ta hỏi em là số chất làm quỳ chuyển màu nào check cho thầy luôn nhá quỳ chuyển màu thì thằng này không chuyển màu này đúng không uh, anh này cũng không chuyển màu này bởi vì nó có một nhóm amino, một nhóm carboxin thì không chuyển màu rồi đúng không? À, anh này có một nhóm carboxin, hai nhóm carboxin, một nhóm amino chuyển màu đây rồi. Anh này chuyển màu sang màu đỏ. Anh này là gì? Có hai nhóm amino. À nhầm, đúng rồi, đây, hai nhóm amino đây, quỳ chuyển sang màu màu xanh. Chúng ta có thể coi chúng ta áng áng nó thế nó, thế nhá. Chúng ta gọi là tương đối thôi nhá. Đáp án chúng ta đó là 54A đúng không? Được chưa? Rồi, Trần Anh Dũng. Rồi mấy đứa đừng comment là em 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 sai em nghỉ học nhá. Em comment như thế nó nghe nó phản cảm lắm, quê lắm. Cảm giác không phải là thanh niên của hiện đại đâu. Ok, tiếp nào, câu số 56 nào. Cho các chất sau đây. Ok, người ta hỏi em này, ở nhiệt độ phòng có bao nhiêu chất ở trạng thái lỏng? Đấy, thế thôi, thay đổi kiểu hỏi đi. Nào, chất nào trạng thái lỏng đây? Cho thầy xin nào. Nguyễn Ngô Phong Hao à, Đức Mark Công Minh Thành, Huy Bùi 55 đoán B, mạnh dạn tự tin lên em. Ngọc Huyền 55 chọn C. Rồi, em chọn C. Đỗ Tiêu Nguyệt 55 chọn C, Vũ Xuân Lực 55 chọn C, Lâm Lâm 55 chọn C. Rồi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi comment cho này xem nào. Nhớ là ở đây người ta hỏi em trước là trạng thái lỏng nhá. Ok, nào. Nhanh còn chưa? <laughs> Sai phải bù chứ các bạn. <laughs> Vũ Đình 55 chọn C. Rồi, check nào Check cho thầy Check xem nào, có chất nào đâu Nào, đáp án chúng ta là gì, nhanh khẩn trương Nhanh chọn xe ạ Rồi, tiện so Nào, thằng này ấy là chi steering là Chất béo chúng ta no chẳng thái rắn Thằng này cũng thế, hai thằng này là chất béo no chẳng thái rắn Thằng này thì nó là oleic là sai rồi chi lin olein nhé còn hai anh này ấy, thì anh hai anh này là chẳng thấy lỏng đúng không vậy đáp án chúng ta là b để ý nhá Câu này chắc là đánh lỗi thôi Còn nếu mà thằng này là chiêu thì đáp án là C Ok chưa Ok chưa <laughs> Kiriski 55C trước em bị lừa nên nhớ <laughs> Thế bây giờ lại bị lừa <laughs> Ok chưa Nhưng mà thực tế trong đề thi chúng ta Câu này chắc là À, gõ nhầm thôi chính nhà đáp án nó chuẩn nó phải đáp án c này bởi vì là phải này là ngày là chi này chứ người ta không để là chi đâu nhé nhưng mà nếu người ta để như này thì thâm quá rồi tối nay lấy chăn ra bàn học ngủ rồi Ok nhá, câu số 56 nào, câu số 56, câu này cho điểm thôi. Ở trạng thái sinh lý bình thường thì glucose ở trong máu chúng ta chiếm một cái tỷ lệ không đổi. Nhớ cho thầy đó là gì ạ? 0,1%. Để ý nhá. Để ý giúp thầy nhá các em. Không là các em là chuyển dành 0.01 hay là 1% hay là 10% mất đấy. Để ý cho thầy. Câu số 57 nào. Trong phân tử GlyAla. Đấy, aminoxit đầu C chứa nhóm gì? Quá dễ luôn. Đúng không? Nhá. Vũ Hoàng Lan Anh thôi tối nay mang gối với chăn ra bàn học ngủ. <laughs> Được lắm, ông điều lắm nhá yeah, nào amino acid đầu c thì sẽ chứa nhóm carbosin thôi các em nhớ nhé còn đầu n chúng ta sẽ chứa nhóm amino được chưa để ý cho thầy nhá có số 58 nào chắc cho thầy có số 58 đáp án của em là gì ạ 58 nhanh chúng ta sắp được nghỉ rồi nào 58 nào em 58 nào vũ hoàng lan anh 57 a chuẩn rồi nguyễn tài 57 a minh ngọc lâm lâm uh, học đỗ uh, phạm duy được camtasida 57 a mai tài Ok, Lương Hữu Quân Lâm Lâm 58B hả? Rồi, ST này C8 hai có quen thuộc nhá. Có thành phần gồm gốc axit carboxylic liên kết với nguyên tử carbon à, của vòng benzen. Nào, gốc này liên kết với carbon của vòng gì ạ? Vòng benzen. Carbon của vòng benzen. Vậy đây là ST phenol. ST phenol như công thức này thầy vừa nói nó có gì ạ? Bốn đồng phân. Xong chưa? Chứ không phải 6 đâu nhá. Ờ à, này nếu mà cho đây 6 thì ngon này cái năm thì lại lẻ quá. Chỗ này mà đổi thành 6 là nhiều ông chọn C này. Ok, có số 59. Ừ, rồi, chắc chắn em làm đúng rồi đấy. Tuyệt vời. Chúng ta chốt đi 59. Chất nào? Ôi chất nào sau đây không phải ST? Câu này dễ thế này mà lại để đây nhỉ? Chất nào đây? D, thằng này ET Quá quen rồi. Còn đây bọn này ST. Câu số 60 nào. Chất nào sau đây uh, vừa phản ứng với NaOH vừa phản ứng với HCl. Chất nào ạ? Cho thầy xin đáp án câu 60 là câu cuối cùng của ngày hôm nay để lấy may mắn cho các đồng chí nào. Nha, câu 60 chúng ta chốt đi. Xin so, chúng ta sẽ say goodbye với nhau. 60 đáp án của em là gì ạ? Câu này em nghĩ trong đầu chứ lười viết ra quá. Kiều Phương Anh. Rồi. Vũ Hoàng Lan Anh, Mai Tài, Kiều Phương Anh, ờ uh, Nguyễn Văn Chánh, 60 Odyssey. Phạm Duy, Ngọc Huyền. Lương Hữu Quân, Tích Tích. Lương Hữu Quân chốt C rồi chọn luôn nha vừa tác dụng được với nào hát vừa tác dụng với HCL đây thằng này chỉ tác dụng được với nào hát này thằng này chỉ tác dụng được với HCL thằng này chỉ tác dụng với HCL và đáp án chúng ta đó chính là Ala được chưa? Đấy, thì còn những câu tiếp theo thì hôm sau thầy tối mai nha Nên các bạn thích thì tối mai hoặc là tối mai thứ ba à, quên nhầm tối mai thầy nghỉ tối mai thầy có việc rồi à, ok nha được chưa rồi ngày hôm nay là thầy trò chúng ta đã chiến xong với nhau các bạn cảm thấy thế nào ạ? À, nếu mà thầy cứ ôn lý thuyết cho em như thế này nó sẽ giúp cho em nhớ được lâu hơn. Thực ra thầy nghĩ là những cái câu này câu ở trong tầm tay của các bạn, các bạn sẽ không bao giờ sai nó đâu. Thầy khẳng định như thế. Tuy nhiên thầy vẫn là cố gắng là nếu hôm nào thầy rảnh thầy sẽ lên livestream dành tặng cho các em, coi như là có sự xuất hiện của mình và để truyền động lực cho mấy đứa. Thầy hy vọng là những cái gì mà thầy đã hy sinh cố gắng dành ra cho các bạn thì các bạn hãy trân trọng nó và hãy chiến đấu cùng thầy. Thầy khẳng định với các em là gì ạ? Cái việc mà chúng ta học từ giờ đến lúc thi là một cái quãng đường rất dài và gặp rất nhiều khó khăn thử thách. Đặc biệt là em sẽ gặp những cái khoảng thời gian em bị trùng tâm lý Thầy khẳng định với em luôn Thế đến lúc mà em bị trùng tâm lý và em sẽ không biết chia sẻ với ai Thì thay vì đó em lên học livestream với thầy Và em nhìn vào trong quá trình trình thầy livestream Em thấy em tự nhủ mình nha Ôi rồi cái ông già kia mà ông còn livestream ông chém gió ầm ầm cả ngày được Thế thì bản thân mình tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu Mình mà không học được thì mình cảm thấy là không được Nhá, có lỗi với tương lai của mình ấy, với lại là gì ạ là Uh, gia đình bố mẹ thầy cô rồi với mục tiêu của mình do đó là mình hãy cố gắng nhá em nhá em cố gắng bao nhiêu ý thì cái sự thành công của em nó được xây đắp bấy nhiêu thầy khẳng định với em luôn còn nếu mà em không cố gắng thì chắc chắn là uh, thành công của em nó có thể đạt được đấy nhưng mà nó nó sẽ là một cái thành công nhất định rất nhỏ thôi như thế nào ok thầy cảm ơn mấy đứa nhá và chúc em ngủ ngon hẹn gặp lại các em vào buổi livestream tiếp theo uh, nếu có thời gian thì uh, các buổi sau thầy sẽ hát tặng cho các em những cái bài hát Uh, đi vào lòng đất được chưa nào? Bye bye mấy đứa nhá.